Những lý giải về cơn cuồng CSH của người Việt. Xuất hiện lần đầu vào cuối năm 2002 đến nay, Honda SH vẫn là dòng xe ga cỡ lớn bán chạy nhất, dù thường xuyên đội giá cao ngất ngưởng. Vậy từ đâu mà người Việt mê SH đến vậy? Thực trạng xe máy loạn, giá, đại lý bán tranh giá đã xuất hiện từ nhiều năm nay. Tuy nhiên, một trong số đó, SH là mẫu xe luôn có mức tranh giá cao nhất thị trường. Mẫu xe này hiện có mức tranh kỷ lục từ hơn 37 đến trên 50 triệu đồng ở xe đời cũ 2019. Riêng SH 2020 dù đang được hạ giá bán tại các đại lý, nhưng vẫn có giá bán cao hơn giá niêm yết từ 4 đến 9 triệu đồng. Nhập khẩu về Việt Nam từ năm 2002, nhưng đến nay, SH vẫn được người Việt ưa chuộng. Ngay cả khi mẫu xe đời 2019 hiện đã hết sản xuất, giá tranh cao ngất ngưởng nhưng vẫn được dân tình lùng mua cho bằng được. Xe giữ giá. Điệp khúc xe giữ giá, không lỗi mốt lâu nay người Việt vẫn gắn cho các mẫu xe Nhật kể cả ô tô hay xe máy. Đó là một phần nguyên nhân khiến những chiếc xe của Honda dù có ngoại hình không mấy nổi bật nhưng được nhiều người ưa chuộng. Những xe Honda sau 10 năm, 20 năm vẫn có giá trị. Đơn cử các dòng xe như Way hay Dream, Cup hiện nay còn được nhiều người sưu tầm với giá đắt đỏ. Honda SH cũng không ngoại lệ. Nói về vấn đề này, anh Nguyễn Hữu Thanh, chủ một cửa hàng chuyên bán SH cũ ở Ngọc Lâm, Long Biên, Hà Nội cho biết nếu là người ít quan tâm đến phân khúc xe tay ga cỡ lớn thì mọi người sẽ không khỏi bất ngờ khi biết giá bán lại của Honda SH. Lấy ví dụ một chiếc xe cùng đăng ký 2017, giá xe Honda SH 125cc bản Việt dao động từ 68 đến 70 triệu đồng, còn cao hơn cả giá xe mới đề xuất 66 triệu đồng. Trong khi đó, mẫu xe đồng hạng Vespa 125 có giá niêm yết 66,9 triệu đồng thì bán lại cũng chỉ được ở mức xung quanh 59 đến 61 triệu. Còn đối với SH 150i là xấp xỉ 85 triệu, trong khi Vespa 150 giá cao hơn, nhưng giá bán lại chỉ ở khoảng hơn 62 triệu đồng. Nếu xét về độ giữ giá, thì tôi nghĩ SH 2019 một vài năm nữa vẫn được săn mua giá cao. Vì hiện tại mẫu SH 2020 ra đời bị dân tình ném đá quá dữ dội. Nếu hãng xe Honda vẫn giữ nguyên thiết kế, form dáng như mẫu 2020 cho các đời xe tiếp theo, thì chưa chắc dòng xe này còn được ưa chuộng như trước đây, anh Thanh nói. Đi SH đẳng cấp, chất chơi. Một lý do khác được các giới kinh doanh xe máy chỉ ra đó là tâm lý thích thể hiện của một bộ phận người tiêu dùng, đặc biệt là giới trẻ. Nhiều người vẫn có suy nghĩ rằng đi xe Honda SH là đẳng cấp khác, thể hiện mình là người có tiền. Những ai sở hữu xe SH sẽ cảm thấy như được mọi người xung quanh để ý, ngưỡng mộ hơn, anh Thanh Hùng, đại diện một cửa hàng chuyên bán SH biển số đẹp ở thành phố Hồ Chí Minh chia sẻ. Tuy nhiên, ở khía cạnh người tiêu dùng, anh Trần Thuyết ở Đông Anh, Hà Nội lại cho rằng, tôi nghĩ quan điểm đi SH đẳng cấp, thể hiện là người có tiền, điều này có thể đúng với cách đây 4-5 năm. Còn hiện nay, thiếu gì sự lựa chọn, thị trường đầy rẫy ra những mẫu xe đẹp, chất không kém. Tội gì phải mua một chiếc xe trong khi giá trị thực của nó, chỉ bằng một nửa số tiền bạn bỏ ra. Cuối cùng, không chỉ để di chuyển, Honda SH còn phục vụ cả mục đích chơi. Ở các thành phố lớn, không khó để tìm kiếm một hội nhóm hay câu lạc bộ chơi SH. Giống như các nhóm chơi xe Cup Dream, tôi biết một vài hội nhóm chơi xe SH cá biệt có số lượng thành viên lên đến cả hàng nghìn người. Phong trào chơi xe SH biển số đẹp cũng rất thịnh hành ở các tỉnh miền Nam, đặc biệt là thành phố Hồ Chí Minh, anh Hùng cho biết thêm. Thị trường xe tay ga tại Việt Nam ngày một sôi động hơn khi các mẫu xe tay ga mới liên tục ra mắt với giá cả phải chăng, kiểu dáng thời trang, cốp dung tích lớn và động cơ tiết kiệm, nhưng khó có mẫu xe nào có thể có một vị thế tồn tại lâu như Honda SH. Sau 18 năm xuất hiện, chiếc xe vẫn giữ được doanh số bán khá cao trên thị trường. Theo thông tin mới nhất từ Honda Việt Nam, doanh số bán hàng 9 tháng đầu năm 2019 của Honda SH đạt 114,646 xe,